Và đối với 18 loại hạt đã được tinh chọn ở đây, chúng ta có gạo lứt, có bắp, tức là ngô đấy ạ, có đậu nành, có rất là nhiều các loại hạt khác nhau. Thì tôi xin thưa ở đây nó có một cái ưu thế là như thế này, là chúng ta đã tụ hội được chỉ ăn một gói thực phẩm thiên thôi, chúng ta đã có một bữa ăn với 18 loại thực phẩm. Và khuyến cáo về dinh dưỡng hợp lý đó là dinh dưỡng đa dạng, tức là một bữa ăn của chúng ta phải có ít nhất 10 loại thực phẩm thì đây đã gần gấp đôi nó rồi. Và khi chia sẻ về dinh dưỡng, chúng tôi luôn luôn khuyến cáo với cộng đồng rằng mọi người đừng nghĩ phải nấu chè đỗ đen mới ăn được đỗ, phải nấu sôi đỗ xanh mới ăn được đỗ, mà chúng ta hãy nấu cơm hạt mỗi ngày. Đó chính là nồi cơm ấy. Chúng ta cho ít hạt lạc, cho ít hạt vừng, cho ít hạt đỗ trắng, đỗ xanh, đỗ đen, đỗ đỏ, khoảng độ 10 loại đỗ vào đấy. Thì chúng ta sẽ có một nồi cơm hạt tốt tuyệt vời sẽ giúp chúng ta không chỉ kiểm soát cân nặng mà còn kiểm soát cả bệnh đái tháo đường nữa. Chúng ta sẽ bớt đi và thậm chí có thể cắt được cái lượng thuốc điều trị do đái tháo đường tùy theo tình trạng mức độ đái tháo đường của mỗi người. Vậy thì ở đây Thiên đã cho ra một sản phẩm với 18 loại hạt đem lại cho chúng ta một bữa ăn đa dạng, không chỉ có hạt từ nhóm ngũ cốc như là gạo lứt Uh, gạo lứt gạo lứt đỏ mà còn đưa cho chúng ta từ loại từ một nhóm thực phẩm khác nữa, đó là nhóm thực phẩm cung cấp protein từ đậu xanh, đậu nâu, hạt hạnh nhân, đậu hà lan, vừa có chất béo tốt, vừa có chất đạm nguồn gốc thực vật. Và đặc biệt trong 18 loại hạt này sẽ cho chúng ta một cái giá trị của một cái dinh dưỡng về một cái gọi là gì ạ? hóa gọi là Okay. À, hoạt chất dưỡng chất thực vật những cái này không thể nào tìm thấy được ở trong thức ăn động vật bởi vì nó chỉ có trong thực vật thôi còn đúng cho chúng ta thịt cá trứng sữa ăn thoải mái nhưng không bao giờ có được những dưỡng chất thực vật là những chất phòng chống ung thư những chất chống oxy hóa vô cùng tốt chỉ có ở thức ăn thực vật thôi và ở đây với năm sắc năm tạng thì cái tác động đến năm tạng khác nhau thì cái sản phẩm mà sắp ra đời đây của Thiên sắp sửa dâng hiến cho chúng ta một cách đây chúng ta có ngũ tạng đều được chăm sóc từ tim, từ phổi, từ dạ dày, từ thận và đến cả gan cũng đều được chăm sóc với 10 loại tám loại hạt khác nhau mà chúng ta có lục phủ ngũ tạng mà có ngũ tạng đều tốt rồi chắc chắn sẽ cho chúng ta một tuổi thọ dài hơn và chất lượng của những năm tháng sống tốt hơn. Và một cái điều khác nữa ở đây mà chúng tôi nói đó chính là với 18 loại hạt ấy Thiên đã cho những vị khác nhau để chúng ta đỡ chán và trước khi vào đây, tôi cũng đã được nếm, may mắn hơn anh Cai một tí, được nếm trước là cái cái bữa ăn đó với cái vị kỳ tử táo đỏ. Thực sự, là rất dễ chịu. Chúng ta ăn mà cứ như đang thưởng thức một đồ uống tuyệt vời chứ không cảm giác là mình đang bị ăn hay đang phải ăn. Vậy mà trong nó chứa tới 18 loại thực phẩm. Mà đặc biệt ở đây có cái sự kết hợp của nấm linh chi. Nấm linh chi có thể cung cấp tới 17 loại axit amin và có thể cung cấp tới 21 vitamin và khoáng chất khác nhau để giúp cho chúng ta khắc phục cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng hiện nay đang có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng mà tôi tin rằng trong quý vị tất cả ngồi đây không ai là không thiếu ít nhất một vi chất dinh dưỡng tiếp đến là chúng ta có cả cái vị matcha để sẽ giúp cho chúng ta có thể thay đổi được và trong cái vị matcha cái ưu thế ở đây đó chính là có lecithin lecithin này hình như tôi không tìm thấy ở trong cái vị kỳ tử Tất nhiên, mỗi sản phẩm có cái ưu cái nhược riêng, nhưng cái lecithin này thực sự là vô cùng cần thiết đối với việc phát triển não bộ, cho việc nhìn của mắt và cho sự minh mẫn chống lại AMD của người già. con nó cho ăn cơm thì bảo nó cho ăn đất, chồng mình thì để tưởng là chồng hàng xóm mà ông hàng xóm tưởng là ông xã nhà mình. Thế thì những cái đấy là quên quên nhớ nhớ của con người thì thực sự nó được chăm sóc ở trong cái vị matcha này đó chính là lecithin rất cần cho mỗi người chúng ta đặc biệt là những người mà cao tuổi thì chống alzheimer còn những người trẻ tuổi thì tăng cường trí nhớ rất tuyệt vời đấy ạ và ở đây thì chúng tôi cũng thực sự là rất xứng đáng khi mà bên chỗ tập đoàn thiên đặt tên cho cái sản phẩm này chữ multi tức là đa dạng các loại hạt xứng đáng để đặt chữ ti bởi vì chúng ta chỉ có hai thôi đã gọi nhiều rồi ở đây có tận 18 thì điều ấy đem lại cho chúng ta một bữa ăn cân đối, một bữa ăn đa dạng và tôi xin thưa quý vị rằng không có thực phẩm nào là tốt nhất chỉ trừ có sữa mẹ dành cho trẻ dưới 6 tháng thôi ạ, trẻ trên 6 tháng sữa mẹ cũng không đủ. Vậy thì một bữa ăn kết hợp được ít nhất 10 loại thực phẩm mà đây chúng ta không mất thời gian, chỉ cần lao động có một tí tiền mà có khi lại lao động với sản phẩm này lại kiếm tiền để chúng ta có tiền để sử dụng một sản phẩm một cách đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. Tôi thấy là quá tuyệt vời đấy ạ. Vâng, à, làm thế nào ạ? Và đặc biệt đây bữa ăn này tiện lợi Quý vị mà được tặng xe rồi Vẫn có thể ăn được bữa ăn này đúng không ạ Không cần phải thuê ai Không cần phải nhờ ai Xay xay xa sát rồi đi mua để ra được 18 loại hạt Thế mà ở đây thì đã có sẵn tất cả rồi Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó một cách đơn giản Và chúng tôi xin phân tích ở đây Về giá trị dinh dưỡng Tôi chỉ nói về ba chất sinh năng lượng thôi. Thì ở đây là mỗi một gói cho chúng ta khoảng 107, 106 kcal. Như vậy nếu một bữa ăn sáng của chúng ta là một bát phở bình thường, khoảng độ 50 nghìn, thì nó tương đương với 500 kcal. Tức là nó tương đương với tận 5 gói này. Thì tôi không biết 5 gói này hết bao nhiêu tiền. Chưa đến tương đương với 4 gói này là tương đương khoảng 500 kcal. Thì 4 gói này hết bao nhiêu tiền và một bát phở hết bao nhiêu tiền. Nhưng bát phở không tốt bằng ăn cái gói này tôi phân tích ở đây ạ Ở đây trong cái gói này có 18,5 carbon hydrat so với đây là chất bột đường ạ thì nó chiếm vào khoảng 72 phần trăm 72,8 phần trăm năng lượng của cả bữa ăn Âu cũng là một cái thành phần bình thường trong bữa ăn của chúng ta và trong hạt gạo của chúng ta bình thường chứa là 76% năng lượng do chất bột đường thì ở đây là 72,8 ít hơn so với hạt gạo nhưng sự khác biệt rất lớn giữa sản phẩm này với hạt gạo là hạt gạo chỉ số của nó chỉ số GI tức là chỉ số làm tăng đường huyết của nó sau khi ăn là trên 85 trong khi đấy sản phẩm này tôi tin là với rất nhiều loại hạt thế này chỉ số của cái này chắc chắn là dưới 70 thì sẽ tuyệt vời hơn lát nữa tôi sẽ chỉ thêm để quý vị nhìn thấy. Thứ hai là chất đạm ở đây chiếm 6% năng lượng và 6% năng lượng này đến từ rất nhiều loại khác nhau, cho nên mỗi loại chứa những axit amin cần thiết khác nhau và trong cơ thể chúng ta cần 9 loại axit amin cần thiết mà chúng ta có 18 loại hạt. Tôi tin rằng Thiên sẽ phân tích sâu hơn để minh chứng rằng trong cái 6% năng lượng do chất đạm này, chúng ta sẽ có đủ được 9 axit amin cần thiết, cái mà cơ thể chúng ta không thể làm ra được, bắt buộc phải lấy từ thức ăn. Cái thứ ba, một điều tuyệt vời nhất, đây là cái năng lượng do chất béo 21,2%. Và chúng ta cũng mong rằng bữa ăn của người Việt có được năng lượng do chất béo từ 20 đến 25%. Và rất nhiều người trong chúng ta là kiêng chất béo. Chúng ta nhầm rồi, chất béo rất cần cho cấu trúc màng tế bào, chất béo rất cần cho tổng hợp nên các hormone. Nếu mà các anh muốn yêu các chị nhiều hơn, các chị muốn nhìn thấy các anh mà nở nụ cười tươi được thì bắt buộc phải có chất béo. Không có chất béo nhìn thấy chồng thấy vợ, nhìn thấy đối tác của mình là rúm hết cả lại. Bởi vì chúng ta không có hormone, đặc biệt là hormone sinh dục estrogen của nữ và testosterone của nam. Thế thì ở đây trong các loại hạt này, cái chất béo này nó không cholesterol nhưng nó lại cung cấp cho chúng ta được những cái axit béo mà cơ thể chúng ta không thể tổng hợp được. Đó là axit béo omega 6 và axit béo omega 3. Tức là chất lượng chất béo hoàn toàn tốt. Cho nên chúng ta đừng kiêng chất béo Ai mà kiêng chất béo là da không mỡ màng đâu, người không tinh khôn đâu và không có sinh lý tốt đâu. Cho nên chúng ta cần ăn một bữa ăn có từ 20 đến 25% chất béo thì ở đây đạt được là 21,2%. Cái này tôi tính chính xác đấy ạ.